theo cả nhà. À, bữa nay là em làm bánh chuối hấp nè cả nhà. Ở đây em có dừa để lát em chắc nước cốt, em hấp để em sử dụng bột gạo pha với bột năng. Bột năng, bột gạo pha với bột năng với em xài đường vàng. Còn một bán này là em ngâm rồi nè, để một lát mình nấu chung với nước cốt mình chan lên ăn. Ở đây em có mè trắng. Bây giờ là em dắt nước cốt lên để mình pha chung với bột cho nó ngon luôn nha. Mình có thể để riêng không cần pha nước cốt chung với bột vẫn được. À, bây giờ là em dắt nước cốt trước để em một lát em pha bột. Bây giờ mình dắt nước cốt nhất trước để một lát mình nấu. À, nấu nước cốt với lại mình ăn. Còn nước cốt dảo một lát em pha bột. Bữa nay làm bánh ăn nè. Lâu lâu mình phải làm bánh một bữa cho cả nhà cùng xem. Thay đổi món ăn. Lấy giùm bốc cái tô con đi với tiền. Dạ. Hồi sáng này em đi chợ em mua được hải chuối xiêm đen. Mình làm cái gì mình làm chuối xiêm đen á nó ngọt hơn. Em qua đây nè. Bữa nay loại cũng đi làm nữa rồi mà có mình em quay thôi. Má thì bữa nay đi phụ nấu đám giỗ cho bên nhà bà Chính á. À, bữa nay là đám giỗ chồng của bà Chính. Bà Chính mà hổng em mời về nhà ăn đó cả nhà. Má đi phụ rồi. Thằng giấy như chùi nó chứ thằng chắc. Nè, chùi cái bên đây nè cái thằng. Chúng tôi luôn. Đó, chùi hết rồi cái thằng dơ cứng rồi. Rồi, bé Tiền lấy cái dao này nè, bé Tiền lọt chuối ra bỏ vô thao này cho Út đi. Nè qua đây nè, qua đây nè. Nè, có cái bịch ở dưới đây nè. Bỏ giỏ vô cái bịch, còn chuối thì bé Tiền bỏ vô thao. Cái này là em dắt nước thứ hai để một lát em pha vô bột nha. Cho nó ngon, mình pha bột còn nước đã cũng được nữa nha. Nước cốt thì nó lại ngon hơn. Em pha là bột, em pha bột năng với bột gạo chung lại nó ngon. Cắt bẻ ra lại em cắt ra luôn. Lọt có cái đường chỉ á, bé Tiền lọt ra luôn nha. Má đi ra bển nha hả? Ủa cuốn sớm à, quên con quên 9 giờ rồi. Rồi bây giờ là em chắc nước cốt xong rồi nè. Bé Tiền thì là hãy lọt chuối. Giờ em pha bột luôn.
đây là một tô nước cốt đa nhất. Đây là tô cốt nhì để em pha bò, còn nước cốt nhất là để em. Nước cốt nhất đó là này một lát để em thắng nước cốt, em cho mình chan lên mình ăn. Một năm nha cả nhà. 100g bột gạo. Bột năng đó mình làm nó trong đẹp lắm. Rồi 200g bột năng. Mình sử dụng đường vàng á để cho cái màu mình hấp nó đẹp. Mình thổi phần bỏ màu. Một gạo vô pha lại, pha với 350ml nước. Đây em đồn 350 nước nước nha cả nhà. Nếu mà mình thiếu nước cốt thì mình có thể bỏ nước lã vô vẫn được. 400 nước. Mình cho 80g đường. Mình cũng không cần làm ngọt quá thôi nha cả nhà. Mình cho 80g đường. Rồi một lát cái mình bào chuối á, cho vô đây luôn. Rồi bây giờ là em đã pha bột xong rồi đó. Bây giờ là em bào chuối nè. Chuối mình bóp cũng ngon mà. Hoặc là mình cắt thanh phanh vẫn ngon. Em thì em thích bào cho nó đều vô bột luôn. Rồi bây giờ là em đã bào chuối xong rồi, em bỏ vô em trộn lại cho nó đều. Để em đã lấy một cái mâm và bỏ dầu vô dưới lớp mặt đó cả nhà, để khi mình lấy bánh ra nó không có bị dính. Em đã đang bắt một nồi nước sôi để mình hấp. Mình trộn cho đều lên rồi mình múc ra sẵn. Khi mình múc ra sẵn mình bỏ một miếng dầu ăn ở lớp dưới để cho một lát mình lấy bánh ra nó dễ. Rồi em đã bỏ vào chảo sôi rồi nha cả nhà, còn dư chỉ có được nửa chén. Em lấy cái chén em tận dụng luôn, sẵn hấp một lượt luôn. Rồi em hấp vào khoảng 30 phút nha. Sau 30 phút sẽ lấy ra và thưởng thức cho cả nhà xem nha. Rồi bây giờ là em luộc sơ bột bán trước nè cả nhà. Một lát khi mình thắng nước cốt đó, mình bỏ bột bán này vô. Bây giờ mình luộc sơ trước cho chín sơ. Rồi trong thời gian chờ bánh chín em sẽ thắng nước cốt nha cả nhà. Nước cốt mà mình bỏ cho một chút xíu đường cho nó vừa vừa thôi cả nhà. Thì đây là bột bán em đã luộc rồi nè, em đã luộc sơ qua rồi đó, cho nó chín trước. Mình quậy cho nó tan qua. Em có một chút bột năng mình quậy ra nó sến lại đó, cho nó kẹo rồi mình chan ăn nó ngon. Cho một chút xíu bột năng vô, một lát nó sẽ kẹo lại nè cả nhà. Đó, nó đã đặt tay lại rồi. Em cho bột bán vào. Đúng rồi cả nhà ơi, sắp chín rồi cả nhà ơi. Nó đã trong trong lại rồi kìa. Mình cho thêm 10 phút nữa nha. Khi 30 phút bánh thì cũng đã chín rồi nè cả nhà. Bây giờ là em lấy ra và em để cho nguội để mình cắt cho nó dẻ lại cho nó dễ, nó ngon hơn nha cả nhà. Và mời cả nhà cùng ăn với mình em nha. Cả nhà ơi, nay là em ra thêm một món cá diêu hồng kho tiêu. Em thì ở nhà đây là của má với bé Tiền, chỗ này là em ăn ức gà.
Đây bây giờ em cắt bánh ra cho cả nhà xem nha. Một lát ăn lấy xếp bánh. Đây là một dĩa rau để ăn với cá kho nè cả nhà. Giờ em cắt bánh ra dùng sẵn luôn nha. Nguội đây, nãy giờ em thấy nó nguội nó vẽ lại rồi. Rồi bây giờ là em đã lấy bánh ra nè. Nó nguội rồi, dễ lấy lắm. Thơm mùi nước cốt quá. Hồi nãy em không có đi xin lá chuối được. Đáng lẽ mình phải xin lá chuối, mình để lá chuối ở dưới á, lấy lên dễ lắm. Rồi xong rồi nè cả nhà ơi. Đây là cá điêu hồng kho. Nên là canh cải với nấm đùi gà. Đây là em ăn phần ướt gà nè. Đây là bánh chuối một lát ăn lên xét. Mời cả nhà dùng với gia đình em nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay là ăn cơm gia đình nha cả nhà. Ăn cơm với cá điêu hồng kho, kho tiêu và canh cải thảo với nấm đùi gà. Hay xét là bánh chuối hấp. Sẵn người một dĩa hết rồi. Mời cả nhà nha. Em thì em ăn ướt gà. Má ăn đi má. Bữa nay lại tiếp tục không có loại rồi cả nhà ơi. Ngày mai nữa mới hết. Hết thanh long ngày mai hoặc ngày mốt. Mời cả nhà. Hôm nay là má phụ đi phụ đám giỗ cho bà Chính. Mới vừa về đó cả nhà. Có cả mình trắng ngon rồi má. Phải ngon hả? Đi làm là em ở nhà tự quay tự ăn luôn chứ không có hồi lúc hỏm thì có về ăn được á, mà bữa nay hàng nhiều quá nên phải ở lại làm, với lại làm ở xa lắm. Gà này nấu canh ngon nữa. Cái dài dài. Anh thì thử ướt gà không? Bánh này nè, hồi nãy lúc em cắt á là em còn nó còn hơi nóng nên cắt nó hơi bị rời rời ra, chứ mình để cho nó bây giờ nó cắt dễ lắm cả nhà. Nó lại làm chuối hơi nhiều nữa. Bữa nay là ở ngoài sao người ta xây hàng rào nên nó hơi ồn. Mình ăn xong rồi mình sẽ thưởng thức bánh. Nay ăn cơm còn có món la xét nữa. Bánh
con kêu Út đi ăn cơm mà đi liền á. Mà Út nói hàng nhiều lắm, không có kịp đem thanh long về kho. Em không có về được với lại từ cái chỗ làm về đây á con nửa tiếng. Xa, về không kịp mà. Em sẽ ăn thử bánh chuối nha. Thử món mình làm. Sáng thì bà chính nấu món gì vậy má? Bà bông ngon. Bà chính không có mệt khách hả? Cả nhà còn dĩa luôn nè. Em không dám làm nhiều, sợ không biết lần đầu tiên làm sao nên làm thử trước. Mà cả nhà dùng nha. Cả nhà dùng. Má ăn thử đi. Bánh chuối. Vừa ăn không á? Không ngọt lắm đó má, còn có dám làm ngọt. Nước cốt con thấm vừa ăn. Thơm quá. Thơm quá. Chuối và mùi chuối, chuối chim đen rụt quá. Nên làm nó ngọt. Bây giờ nó dẻ lại, nó nguội, nó dẻ lại, nó dai rồi nè cả nhà. Nó hết bị bở rồi. Xuống bà chín hả? Thôi, ở nhà không biết cho con. Má sợ đi xuống bà chín ăn no gì, nhà ăn cũng được, em nói đồ ăn nhiều quá. Con ăn hết này con cũng no luôn. Mà nó cố mình bỏ cái bột bán, cái này bột bán không hả? Mình đi bột bán không? Luôn ngon. Nổi không biết đẹp hết đó luôn không? Ngon rồi, phải làm hết chứ. Rất là ngon nha, thấy con. Dạ. Anh thấy bánh mà mình bỏ nước cốt vô, mình vô chung với bọt, pha với bọt á, nó ngon rồi, cả nhà nó thơm nữa. Khi mình thấp á, nó lên mùi thơm á. Clip tới đây là cũng đã dài rồi. À, xin chào cả nhà và hẹn cả nhà gặp lại gặp cả nhà ở clip sau nha. Bye bye.